Châu Tấn và Lý Á Bằng chấp nhận làm tiểu tam, bị Vân Phi nẫn tay trên và cái giá phải trả cho người thứ ba. Châu Tấn và Lý Á Bằng từng có thời gian dài yêu nhau, thậm chí tính đến chuyện cưới xin. Công chúng cũng thi nhau đếm ngược, chờ ngay cả hai ngôi sao về chung một nhà. Nhưng chuyện tình đẹp hơn cả phim của họ lại đột ngột kết thúc bởi sự xuất hiện của người thứ ba là Vương Phi. Trước khi gặp Châu Tấn, Lý Á Bằng có thời gian dài tận hưởng cuộc tình hạnh phúc bên cạnh Cù Dĩnh. Chính nam diễn viên là người chủ động theo đuổi người đẹp, nhưng cuối cùng người phụ tình cũng là anh. Về phần Châu Tấn vào làng giải trí Hoa ngữ từ năm 15 tuổi, tuy nhiên phải tới năm 19 tuổi, Châu Tấn mới chính thức có tình yêu đầu đời. Mối tình đầu của Châu Tấn là nam rocker Lỗ Bằng. Ngay lần gặp đầu tiên, nàng Hoàng Dung đã lập tức si mê chàng rocker. Sau đó, Châu Tấn đã theo bạn trai đến Bắc Kinh để cùng phát triển sự nghiệp. Trong suốt 5 năm hẹn hò, sự nghiệp của cả hai đều không có nhiều khởi sắc. Sau đó không lâu, cặp đôi nói lời chia tay. Châu Tấn từng chia sẻ về mối tình đầu khắc cốt ghi tâm này. Thời đó tôi nghĩ rằng, yêu là yêu, bất kể anh ấy có làm gì, là con người thế nào. Đối với tôi, anh ấy là một người trung thực, hát rất hay. Tôi vì nghe anh hát mới yêu anh, vì anh mà bỏ cuộc sống yên bình tại Hàng Châu để tới Bắc Kinh cùng anh chia sẻ những ngày khó khăn. Điều tôi nhớ nhất chính là việc, vì sợ tôi vất vả, không muốn tôi đi xe bus, ngồi tàu điện, nên anh ấy đã mượn của bố mẹ 8.000 nhân dân tệ để mua một chiếc ô tô. Chia sẻ về nguyên nhân khiến cặp đôi chia tay, Châu Tấn nói, chúng tôi bên nhau 4 năm thì tính tới chuyện mua nhà. Tôi từng tìm tới nhiều đạo diễn, mong có một công việc, vì thời điểm đó kinh tế của cả hai khá bấp bênh. Khi căn nhà tu sửa xong, thì bỗng một ngày khi về nhà, anh ấy nói, bản thân hiện giờ chỉ muốn sống một mình. Anh nói, vì quá yêu chiều tôi mà anh không thể nào làm việc được. Năm 2001, Lý Á Bằng và Châu Tấn được kết duyên màn ảnh trong phim truyền hình Anh Hùng Xạ Điêu với vai Quách Tĩnh Hoàng Dung. Lứa gân rơm lâu ngày cũng bén, họ dần nảy sinh tình cảm qua từng cảnh phim. Lý Á Bằng thời điểm đó dù đã có bạn gái, nhưng anh vẫn không ngại dành sự đối đãi đặc biệt cho Châu Tấn. Trong khi diễn viên và nhân viên sử dụng xe của đoàn làm phim, thì chàng Quách Tĩnh lại ân cần dùng xe riêng đưa đón Hoàng Dung. Có lần, Châu Tấn bị bệnh phải nằm viện. Lý Á Bằng khi đó túc trực 24/7 bên cạnh người đẹp, chăm lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Cũng bởi những hành động thân mật đầy ám muội giữa hai ngôi sao, nên tin đồn tình cảm được mọi người rỉ tai nhau cũng không có gì khó hiểu. Biết được tin đồn và nhận thấy sự đổi khác của bạn trai, Cù Dĩnh tìm đến phim trường để đối chất. Không ai biết sự tình cuộc nói chuyện đó, nhưng kết quả không nằm ngoài dự đoán của dư luận, Lý Á Bằng và Cù Dĩnh chia tay. Dân mạng mô tả, chuyện tình tay ba này giống hệt mối quan hệ tam giác của ba nhân vật Quách Tĩnh, Hoàng Dung và công chúa Hoa Tranh trong Anh Hùng Xạ Điêu. Công chúa Hoa Tranh dù gặp được Quách Tĩnh trước, nhưng người đàn ông này vẫn chọn sánh đôi bên Hoàng Dung đến cuối cuộc đời. Sau khi Lý Á Bằng trở lại tình trạng độc thân, không còn gì có thể ngăn cản anh và Châu Tấn đến với nhau. Cặp đôi công khai hẹn hò khi Anh Hùng Xạ Điêu lên sóng. Dù không thể phủ nhận việc Châu Tấn làm kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc của người khác, nhưng chuyện tình này vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Vốn là người kiệm lời, ít khi đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân trên mặt báo, nhưng khi đó, mỗi lần nhắc đến Lý Á Bằng, đôi mắt của Châu Tấn không khỏi ánh lên niềm hạnh phúc. Lý Á Bằng là người đàn ông có trách nhiệm, cô gái nào được làm vợ anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Lý Á Bằng đáp ứng mọi khao khát của tôi về một người đàn ông. Người đẹp sinh năm 1974 nhiều lần dành nhiều lời hoa mỹ nhận xét người yêu. Trong thời gian yêu nhau, Châu Tấn đã dọn đến ở căn biệt thự sang trọng của Lý Á Bằng. Cả hai từng tiết lộ với giới truyền thông về kế hoạch đám cưới. Người hâm mộ lúc đó cũng vô cùng phấn khích vì cái kết ngọt ngào của Quách Tĩnh và Hoàng Dung không chỉ nằm gọn trong truyện hay trên phim. Phải chăng vì Châu Tấn từng sắm vai kẻ thứ ba nên cô cũng nhận về quả báo tương tự ngay tại cuộc tình lớn nhất đời với Lý Á Bằng. 4 năm mặn nồng của cặp sao Anh Hùng Xạ Điêu kết thúc khi thiên hậu Hồng Kông Vương Phi xuất hiện. Chàng Quách Tĩnh lần này không chọn Hoàng Dung mà đi theo tiếng gọi của con tim, bất chấp dư luận chỉ trích anh là gã phù bạc. Cũng bởi cuộc tình tan vỡ này mà Châu Tấn suy sụp tinh thần trong thời gian dài. Để quên đi Lý Á Bằng, cô lao vào những cuộc tình chớp nhoáng, để rồi nhận về hôn nhân bất hạnh, nhưng vẫn không sao quên được mối tình khắc cốt ghi tâm kia. Đề cập đến đoạn tình cảm này, Châu Tấn cho rằng nó như một kiếp nạn và thừa nhận bản thân đã quá ngốc nghếch. Phụ nữ càng yêu thì càng hận, đây chính là câu nói phù hợp nhất dành cho người đẹp. Về phần Lý Á Bằng, hai lần mang danh kẻ phụ tình rồi cũng đến lượt anh nhận hậu quả. Từng là đôi vợ chồng đình đám nhất showbiz Hoa ngữ, nhưng chỉ sau 8 năm chung sống, Lý Á Bằng và Phương Phi cũng đường ai nấy đi. Nam diễn viên giành được quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái Lý Yên. Lý Á Bằng có sức hút thế nào mà được Vương Phi lẫn Châu Tấn cùng si mê? Mặc dù không quá nổi bật hay đẹp trai cool ngầu như các nam thần thế hệ mới, nhưng Lý Á Bằng lại có sức hút cực mạnh với những mỹ nhân đình đám như Châu Tấn hay Vương Phi. Mới đây, hình ảnh thời đại học của Lý Á Bằng bất ngờ được đào mộ lại. Netizen ngay lập tức hiểu được lý do tại sao anh có được sức hút đến như vậy. Thời còn trẻ, Lý Á Bằng đã sở hữu ngoại hình nho nhã, phong lưu cùng với gương mặt lãng tử, đậm chất nghệ sĩ, đặc biệt là góc mặt sắc cạnh cùng đôi mắt thần thái hút hồn. Dù chụp ảnh cùng với nhiều người, Lý Á Bằng luôn chiếm vị trí trung tâm và dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của anh.
Mặc dù không nổi tiếng bằng Ánh Hậu Châu Tấn và Thiên Hậu Vương Phi, nhưng Lý Á Bằng thời điểm đó vẫn được netizen nhận xét rằng hoàn toàn xứng đáng khi trở thành một đối tượng khiến hai người phụ nữ tranh đấu. Những năm trở lại đây, Lý Á Bằng mất hút trên màn ảnh, chỉ tập trung kinh doanh và chạy khắp nơi chạy chữa cho chứng hở hàm ếch của con gái. Trong một buổi phỏng vấn, Lý Á Bằng từng rơi nước mắt thừa nhận tan vỡ hôn nhân với Vương Phi chính là một trong những thất bại lớn nhất của đời anh. Tôi không thể trốn tránh, đó chính là thất bại vô cùng lớn. Tôi không thể cho con gái mình một mái ấm trọn vẹn, chẳng thể nói được gì, đó chính là sự thất bại và bất lực. Đứng trước sự tổn thương quá lớn kia, Lý Á Bằng phải mất đến 10 năm, kể từ lúc níu kéo không ly hôn đến lúc chấp nhận ký đơn ly dị và hoàn tất thủ tục mới có thể nguôi ngoai. Cao Thánh Viễn. Nếu nói người yêu được Châu Tấn công khai trên mạng xã hội và cũng là người duy nhất mà nữ diễn viên đăng ký kết hôn, thì đó chính là chồng cũ Cao Thánh Viễn. Cặp đôi đã chính thức tuyên bố ly hôn sau hơn 6 năm làm vợ chồng. Nguyên nhân khiến cặp đôi đường ai nấy đi vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ rằng Cao Thánh Viễn thực chất đã muốn ly thân chỉ sau 2 năm chung sống, như vì vấn đề liên quan tới việc phân chia tài sản mà cả hai không thể tuyên bố. Chồng cũ Châu Tấn là một diễn viên người Mỹ gốc Hoa. Hai người đã tổ chức đêm từ thiện tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc vào tối ngày 16 tháng 7 năm 2014. Ở phần cuối chương trình, cô gây bất ngờ xuất hiện với váy cưới trắng, bước ra cùng chú rể Cao Thánh Viễn. Có thể nói, Lý Á Bằng và Châu Tấn từng có mối tình được ngưỡng mộ nhất showbiz, nhưng họ đã đánh mất nó, để rồi trở thành những kẻ thất bại thảm hại trong tình yêu. Ở tuổi xế chiều, cả Quách Tĩnh và Hoàng Dung đều có trong tay sự nghiệp, tiền tài, nhưng tất cả không thể khỏa lấp sự thiếu thốn tình cảm trong lòng. Chỉ mong từ nay về sau, cả hai có thể tìm được an yên trong lòng và bờ vai vững chãi để nương tựa đi hết cuộc đời này. Đến nay, tam giác tình ái Châu Tấn, Lý Á Bằng, Vương Phi vẫn là câu chuyện kinh điển của showbiz Hoa ngữ.